muốn thành công thì phải làm cái điều mà mình đam mê, tức là phải do what you love. Nhưng mà khổ cái em không biết what I love. Thì chỉ cách tốt nhất để biết mình what I love thì phải là love what you are doing. Tức là muốn tìm ra cái điều đam mê thì mình phải mê những điều mình đang làm, dốc sức dốc tâm làm những việc đang làm và sẵn sàng làm mọi thứ, quăng mình vào cuộc sống thì sẽ mới có cơ hội biết mình lại. Cái đằng này sếp giao cái gì cũng nói, ồ cái này không phù hợp với em, cái công việc này nó không chạm vào em, rồi công việc này em thấy nó không hợp với em, thì làm sao mà tìm mình được.